Ford Explorer là một mẫu xe SUV 7 chỗ khá lớn Được rất nhiều người Việt Nam yêu chuộng Về thiết kế đậm chất thể thao cũng như là khoang cabin rộng rãi Linh hoạt với mức giá rất hợp lý để anh chị bạn có thể sở hữu một chiếc xe Với điểm cộng là xe của Mỹ Với rất nhiều các tính năng công nghệ an toàn theo tiêu chuẩn của Mỹ Và chiếc xe em đang giới thiệu anh chị và các bạn ngay lúc này đó là một chiếc xe Ford Explorer 2.3 EcoBoost lăn bánh với quãng đường là hơn 30.000 km, sản xuất là 2019. Xe có ngoại thất là màu đỏ, nội thất ghế da màu đen, lăn bánh với quãng đường là hơn 3 vạn mai. Cực kỳ mới, trang bị full đầy đủ các công nghệ hiện đại nhưng là về kiểu dáng của chiếc xe. Xe đã có mặt tại chợ ô tô Hòa Bình, địa chỉ đơn vị là 549 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Cam kết rõ cho anh chị và các bạn, xe không đâm đụng, thủy kích, Tất cả các cam kết đều trên văn bản hợp đồng giấy tờ nên anh chị bạn có thể yên tâm. Xe có hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe. Thông tin cụ thể về các mẫu xe thì các bác hãy liên hệ hoặc liên hệ qua trực tiếp cửa hàng. Và bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan chi tiết cụ thể về mẫu xe Ford Explorer 2019 này. Xe nổi bật với những chi tiết mặt cá lăng với những hệ thống đèn của chiếc xe trang bị là đèn halogen. Với những phần đầu xe của chiếc xe các bác có thể nhìn thấy qua thì trông rất là hầm hố từ những con mắt cảm biến của chiếc xe vẫn còn rất là đẹp. Sơn si của chiếc xe thì tỷ lệ sơn zin trên chiếc xe còn rất là nhiều. Mâm thì trang bị mâm hợp kim đa chấu với những chi tiết mâm của chiếc xe vẫn còn trong tình trạng rất mới và đẹp. Do bác chủ đi rất là giữ gìn không hề có tượng xước xác. Gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ và có cảnh báo vượt trên gương. Công nghệ trên mẫu xe này thì nó tràn ngập rất nhiều các tính năng để các bác có thể trải nghiệm. Và em sẽ mời anh chị và các bạn cùng tham quan về không gian cốp chứa đồ của chiếc xe Với khoang hành lý của chiếc xe nó sẽ có thể đạt tới là 596 lít Có thể tăng thể tích bằng cách là hạ hàng ghế thứ ba và hàng ghế thứ hai Lần lượt là 1243 và 1, 2314 lít Đủ để anh chị và các bạn có thể chở rất được nhiều đồ Hay là mình có thể là nghỉ ngơi trong những chuyến đi xa với những phần keo chỉ đinh tán của chiếc xe thì nó vẫn còn giữ được trong tình trạng rất là đẹp và hoàn hảo Đấy, với hàng ghế thứ ba thì anh chị bạn có thể gập điện với những các phím điều chỉnh Đấy bạn có thể gập theo kiểu là mình có thể là gập phẳng hoặc là mình có thể là gập để cái khoang nó bị sâu xuống một chút để anh chị bạn có thể có chứa đồ mà vật dài lên Đấy, có rất nhiều kiểu gập để các bác có thể thuận tiện phục vụ trong quá trình sử dụng của mình để mình có thể để được đồ theo mong muốn và bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan về không gian hàng ghế thứ hai với những phần cốp điện cũng như có trang bị đá cốp đầy đủ bên không gian khoang hàng hành khách hàng ghế thứ hai thì anh chị bạn có thể thấy qua thì nó còn rất là rộng rãi với rất nhiều tiện nghi như ở bên cái cánh cửa tapi cánh cửa thì nó có bọc da rồi ốp gỗ hệ thống lên xuống của chiếc xe thì trang bị bậc thụt thò bên trong chất lượng ghế da của chiếc xe rất là đẹp với hàng ghế thứ hai của chiếc xe đây có trang bị hai màn hình gối đầu cũng như là hai cửa sổ trời không gian ngồi rất là rộng rãi thì các bác có thể thấy kính đã được dán kính màu rồi cùng với mở cửa thì nó sẽ có mở cửa theo hai cách đó là mở cửa thông bằng nút chìa khóa cũng như là có trang bị mật khẩu để anh chị bạn có thể mở cửa để tổng quan về phần cánh lái đây các bác có thể thấy qua từ những các phím nhớ ghế rồi điều chỉnh lên xuống kính chỉnh gương mọi chi tiết keo chỉ cũng như là phần ốc bản lề ốc cánh cửa nó vẫn còn trong tình trạng là nguyên bản ghế thì trang bị hệ thống ghế ra bọc bọc ra rồi là có trang bị nhớ ghế ghế chỉnh điện đa hướng bơm hơi ghế Cùng với đó thì nó có chế độ massage để chị bạn có thể lựa chọn. Đây là những các phím điều chỉnh chức năng như là sấy ghế, làm mát ghế, màn hình giải trí và vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng. Công nghệ giải trí trên chiếc xe thì nó trang bị 12 loa với công suất là 500W. Với loa là trang bị hệ thống loa Sony với các chế độ lái để các bác có thể lựa chọn. Cùng với đó thì cũng rất nhiều các tiện ích khác để trải nghiệm hết thì em mời anh chị và các bạn có thể qua địa chỉ 549 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội để có thể trải nghiệm đầy đủ hơn. Với hộp số của chiếc xe nó sử dụng là hộp số 6 cấp Celixip Cho công suất của chiếc xe nó có thể đạt tới là 280 mã lực với khối động cơ xăng 2.3 EcoBoost. Cùng với đó thì nó cũng sẽ có trang bị cho anh chị và các bạn các tính năng an toàn cũng như là khả năng vận hành của chiếc xe thì nó rất là nhiều cảnh báo điểm mù chống lệch đường chống chân trượt đổ đèo ở hỗ trợ lùi chuồng ghép ngang đầy đủ với túi khí an toàn và chiếc xe Ford Everest à, xin lỗi chị bạn là Ford Explorer 2.3 EcoBoost 2019 hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với khoảng giá là hơn 1 tỷ rưỡi. Còn thông tin cụ thể chi tiết nào hãy đến đây em, em sẽ gửi một cái giá tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.